Phương Quỳnh kính chào quý khán thính giả của đài VNTV và chào mừng quý khán thính giả đã trở lại với chương trình Bạn Có Biết. Hôm nay một lần nữa đến với studio của chúng tôi, Phương Quỳnh ngồi kế Dr. Corey Perhenes. Anh đến từ Bayside Community, anh là the Executive Director. Hi Corey. Hi, thank you so much for having us. Yes. Mà kế bên Corey hôm nay là có một vị khách mời đặc biệt hơn, cô Megan Pastor, cô tới từ Westminster Presbyterian Church. Hi Megan. Hi. So I know that you've been here a couple of times, yes. But this is the first time of Megan coming to the VNTV. Yes. So welcome to VNTV. Thank you. I'm so glad to be here. Thank you so much. So Corey, since the last time we talked to you, is that any update in the Bayside community this time? Yeah, we have a lot of exciting events. For those that don't know, Bayside Community Center is an 87-year-old nonprofit organization. With a mission to empower one of San Diego's most diverse communities, Linda Vista, and we do this through services, education, and advocacy. Since the last time I was here, I believe we promoted the Vietnamese New Year, our sixth annual at the time, and it was very successful. We raised a lot of money for Bayside. We had an attendance, I think, of 500 people. Mm-hmm. People had fun, the programs were amazing. And the day-to-day operations is running really smoothly. We're still out there educating a lot of youth and a lot of seniors. We're still providing a lot of social services to one of San Diego's six most socioeconomically distressed neighborhoods. And we're still out there advocating on the front lines with many of our civically engaged residents. So Phương Quỳnh có hỏi là từ cái hồi mà lần trước anh Corey tới VNTV đến bây giờ thì có những cái sự thay đổi nào ở Bayside Community, thì anh cho biết là Bayside năm ngoái là có tổ chức một cái lễ Tết Việt Nam của chúng ta, đó là cái năm thứ 6 mà anh tổ chức để có những người Việt Nam có thể hội tụ lại ăn Tết. Ngoài ra thì Bayside vẫn tiếp tục hỗ trợ cho cộng đồng những ở Linda Vista, tại vì Linda Vista là vẫn là một cái cộng đồng có cái nền kinh tế thấp, với lại Bayside là vẫn tiếp tục ủng hộ cho community của Linda Vista chúng ta. So I see that Megan here today as well. So is that anything special that Pastor Megan here today with us? It is always special when Pastor Megan is with us. She is an amazing human being. She, full transparency, is the pastor of the church that I attend in Westminster. And I'm sure she could talk a little bit more about her role there. But prior to we getting into that, Bayside Community Center has actually partnered with Westminster Church in a variety of ways, one of which is to celebrate the culture of Linda Vista by actually hosting some of the culturally relevant programs out of Linda Vista at our Building Bridges event that'll be on December 7th from 2 to 4 p.m. Mm-hmm. So at Westminster, we talk about ourselves as being the place where art, faith, and nature meet, which is an exciting thing for us, and we really think that this event encompasses all of that. But even more than that, we our vision statement is that we are seekers, creating a just and joyful community where all have a place at God's table. So this event really is everyone coming to the table, and just the fullness of what we think the world can be, the beauty, the joy, the celebration, celebration coming together, you know? Sư Phương Quỳnh có hỏi là cái lý do tại sao hôm nay cô Pastor Megan có mặt ở đây, thì anh Corey cho biết là anh thường đi church ở cái nhà thờ của cô tại Westminster Church, thì cái nhà thờ của cô có làm những cái gọi là community, thì anh có hợp tác với lại nhà thờ của cô để giúp đỡ cộng đồng Bayside. Rồi sắp tới đây là sẽ có một cái event vào ngày thứ bảy, 7 tây tháng 12, từ 2 giờ đến 4 giờ, là cái event này mở rộng cho tất cả mọi người, tất cả những cái chủng tộc khác nhau tới đây. Cô Megan có cho biết là cái nhà thờ của cô là về giống như là những cái thứ về tự nhiên, về hội họa, cho nên cô rất là nhiều mà những cái activity ở đây. So you mentioned that your church have like natural and art. Can you explain a little bit more what activities you have at your church? Yeah, so we're kind of a unique place. We have 4 acres of land in Point Loma, and on that 4 acres we have what we like to call an urban forest, which just means a lot of trees. So we have a lot of trees. We have a community garden where people are growing flowers but also food. That's one of the partnerships where we're trying to build some of that
food is donated to Bayside Community Center. We have a playground for kiddos, a preschool. We also are deeply invested in theater. And so we have a theater program, and actually our it's called Vanguard. Vanguard Youth will be performing at the Bayside event, the Building Bridges event, to kind of bring together both communities, the Linda Vista community and what Westminster is really fostering in Point Loma. That sounds wonderful, though. Yeah. Phương Quỳnh có hỏi cô Megan là cô có nói là ở nhà thờ của cô có rất là nhiều hoạt động khác nhau. Thì Phương Quỳnh có hỏi là cô có thể kể ra một số hoạt động trong nhà thờ của cô. Thì cô nói là nhà thờ của cô rất là rộng, có 4 acre tại Point Loma của San Diego chúng ta. Ngoài đó thì cô có gọi là rất là nhiều cây luôn quý vị. Cô nói là giống như một cái rừng vậy đó. Cô có rất là nhiều cây, rồi cô có một cái công viên cho các em nhỏ tới chơi. Ngoài ra thì cô có một cái gọi là cái garden, là một cái vườn có thể trồng những cái loại hoa. Mà ngoài ra thì có trồng những cái rau quả, rau củ nữa. Mà cô nói những cái rau củ đó là cô hợp tác với lại Bayside, đưa những cái rau củ đó cho Bayside Community để có thể donate cho những người ở Linda Vista. Rồi ngoài ra thì cô có cái theater là những cái em bé có thể tới đó, hoặc là những bạn trẻ có thể tới đó và có thể perform những cái theater đó, những cái art đó ở trong cái nhà thờ của cô. Ngoài ra nhà thờ của cô cũng có những cái preschool cho những trẻ em tới đó trước cái tuổi đi học. So now let's talk about the event that you guys have in December 7th. Yeah. What activity you have, or like, do you have any fee? How people enjoy it? I'll take this one, Megan. Okay, all right. So here's how I envision talking about this event. When you think about Coachella, when you think about Burning Man, when you think about Comic-Con, do you know what they all have in common? They pale in comparison to this event. This event is where people are gonna wanna be on December 7th from 2 to 4 p.m. This is quite literally the single greatest event possibly that this world has ever seen. And so I'm glad that you asked. Sorry. Oh. What programs will be there? Because part of the two-way traffic that we are crossing on this bridge that we're building between Linda Vista, which is only, by the way, 7 miles away from Westminster Presbyterian Church, is that we are, yes, bringing the diversity and the culture to Westminster Presbyterian Church. So what does that look like? Dragon dances. Tai Cao drumming, okay? We're gonna have Tai Chi performances. We're gonna have singing. We're gonna have Vietnamese and Mexican cuisine, okay? And then we're also gonna have some of the performances. Yeah, from the Vanguard Youth. They are doing a great job. We actually got to see a preview of it in worship this past Sunday, and they're singing songs from like popular plays that are happening now. They're singing a song from Mamma Mia. They're kind of singing a little bit of everything, and they're really doing a fabulous job. And so this is really one of our deep commitments, is helping kids to kind of bravely express themselves and to learn kind of about how they can do that with theater. So we're excited about that. I'm also just shocked that Corey knows what Coachella is, so that's why. I've heard the kids talk about it on MySpace, okay? So, by the way, too, last year we had 100-something people, so it's important that people get their tickets now, because 4 acres of space may not be able to contain the amount of people that are going to be showing up to this year's extravaganza, as I call it. It's a suggested donation of $50, but it's really important for your viewers to know that we will not turn away anyone at the door. Kids are going to be able to attend for free. And, you know, in all seriousness, I mean, this is an opportunity for the greater San Diego community to see firsthand what it is that Bayside Community Center is fighting so hard to preserve. Linda Vista is one of the most diverse communities that is filled with a lot of people from south of our border, but also, as you know, from Vietnam.
that make this neighborhood such a gem in San Diego. And what Bayside is attempting to do is to make sure that we're able to preserve that culture and move the economic needle. And one of the ways that we're able to do that is to showcase just how beautiful of a culture that Linda Vista is, that it has all of this vibrance, that it is an asset to the San Diego community, and it is worth not just celebrating, but fighting for. Yes, that's really wonderful program. Mm-hmm. A lot of, like, as they say, it's a bridge between Bayside and Westminster Church. Yeah. Definitely. Phương Quỳnh có hỏi là anh Corey có thể nói chi tiết hơn về cái event, thì anh cho biết là cái event hôm nay ở ngày thứ bảy, 7 Tây tháng 12 là một cái nhịp cầu nối giữa Bayside Community với lại Westminster. Thì anh nói là thường Bayside Community, quý vị đi event là sẽ có múa lân, có đánh trống, có tai chi. Rồi ngoài ra thì ở bên Westminster Church là người ta, hồi nãy Phương Quỳnh có nói là cô có một cái theater đó, thì những em trẻ có thể lên hát hoặc là có thể diễn kịch này nọ, tức là đem những cái nào mà mình thích ra. Đó là một cái sự hòa hợp giữa Bayside Community với lại Westminster Church. Thì ngoài ra cái event này anh muốn là có thể hòa hợp lại những cái truyền thống của những cái sắc dân khác nhau. Tại vì quý vị biết là Linda Vista có rất là nhiều sắc dân khác nhau, từ Việt Nam, người Mễ, người Philippines, Lào. Rồi bây giờ hòa hợp lại với Linda Vista, thì anh muốn là giữ cái truyền thống đó. Mặc dù là chúng ta qua Mỹ rồi, anh vẫn muốn giữ cái truyền thống của mỗi sắc dân khác nhau. Ngoài ra anh muốn đẩy mạnh hơn về cái nền kinh tế tại Linda Vista. Tại vì cũng như anh nói lúc đầu là Linda Vista, cái nền kinh tế cũng còn rất là thấp so với những nơi khác ở tại San Diego của chúng ta. So the event is from Saturday, December 7th, from 2 to 4 p.m. at the Westminster Church. Correct. Okay. Mm-hmm. Is that any other special? I remember you mentioned in the beginning they got a grand match, the donation fee. Yes. Thank you. So this is very exciting, and I've been eager to talk about this. We have grown, Bayside Community Center has grown its philanthropic base. A lot of philanthropists throughout San Diego are starting to understand that in Linda Vista, there is a community of beautiful people, really amazing, kind-hearted people that are enduring various symptoms of poverty. But they're also coming to the conclusion that there's organizations like Bayside Community Center that is very effective in its approach in empowering these populations. So much so that we have a philanthropist that has offered a matching grant of up to $400,000. So for example, and Megan, please help me because I am not good at math, but if you come to the door and you give $50. It's $100. Thank you. That would have taken a long time. But it's $100 and so on and so forth, up to $400,000. And I think it's also important to tell people how that money is reinvested back into the community, because we are a nonprofit. We are a 501c3 nonprofit organization. Money that is donated is reinvested back into the community through our programs. So I mentioned earlier about us trying to preserve the cultural identity and dignity of Linda Vista. Well, we do this in a variety of effective ways, and I could go on and on and on, but you would quite literally run out of tape. So I'll just focus on one, and that is our Leadership Academy. So as you know, a lot of people from our Linda Vista community are very civically engaged, and they go through our Leadership Academies. And we do host Leadership Academies and teach them in Vietnamese. So Vietnamese residents from Linda Vista will actually come to Bayside Community Center, and we will teach them effective leadership strategies so that when they go to city council, when they go to the mayor's office, when they're going to the ballot to cast their vote, they're aware of what their rights are and how to advocate for them effectively. So these are the residents, yes, they're enduring symptoms of poverty, but they're the same residents that after they leave work, they then come to Bayside Community Center, go through our Leadership Academy and training, and they're learning about, even when city council meets,
how to get community priorities as a line item in the city budget. What should those items be? Should they be lighting in parks? Should they be crosswalks and dangerous intersections where people from the Vietnamese community are walking their kids to and from school? These are all examples of how we walk people from the community through these various community projects, and we see them from beginning to end. And that's so, when we talk about a suggested donation of $50, that's how the money is reinvested back, and one of the examples of how the money is reinvested back in the community. That's a wonderful program you have right there in Lee Sai. We're very fortunate, yeah. That's right. Phương Quỳnh có hỏi là cái event đó thì hồi nãy là trước khi có quay phim thì Corey có nói là trong cái event này thì có một cái nhà tài trợ là người ta có thể ủng hộ tới $400,000, gọi là matching grant, tức là nếu mà quý vị nào vô cái chương trình này thì người ta suggest là người mình donate 50 đồng ha, mình bỏ vô 50 đồng thì cái người này người ta sẽ match cái đó. Thí dụ mà quý vị bỏ vô 50 đồng thì người ta bỏ vô 50 đồng match với cái tiền của quý vị đã bỏ vô là thành 100 đồng cái tiền donation. Quý vị bỏ 200 thì cái nhà đó người ta sẽ bỏ vô 200, người ta sẽ match với cái số tiền mà quý vị bỏ vô donate để có thể ủng hộ Bayside Community. Rồi anh Corey có cho biết thêm một ít chi tiết là Bayside Community là toàn bộ là non-profit. Non-profit là anh lấy toàn bộ cái số tiền từ donation. Là donation bao nhiêu tiền là về community, Bayside Community ủng hộ tiếp tục. Hồi nãy Phương Quỳnh có nói là giống như Bayside là giữ cái truyền thống, giữ những cái truyền thống của những cái sắc dân khác nhau. Cho nên những cái số tiền này sẽ quay về Bayside để giúp đỡ thêm cộng đồng của Linda Vista một cách rất là hữu hiệu, đúng không ạ? So thank you so much for joining us today. And of course, people should join the event on December 7th from 2 to 4. Thank you That's so right. much. Thank and, you. And also, too, people can find out additional information on the work that Bayside is doing in the Linda Vista community by visiting baysidecc.org. Mm-hmm. And there you'll see once again, December 7th from 2 to 4 p.m. It'll be hosted at Westminster Presbyterian Church in Westminster's website. Our website is westminstersd.org. And what is the address of the church? 3598 Talbot Street. It's at Talbot and Canyon in Point Loma. So quý vị nhớ là nếu mà quý vị có thời gian thì ngày thứ bảy, 7 tây tháng 12 năm 2019 đến tại Westminster Church ở Point Loma từ 2 giờ đến 4 giờ để tham dự event. Và Phương Quỳnh trên cái màn hình sẽ bỏ những cái thông tin lên cho quý vị của Bayside Community website và cũng như là Westminster Church website để quý vị có thêm những cái chi tiết. So thank you so much. Thank you so much. Phương Quỳnh cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.